chân mấy mẹ vô lụm ăn là khỏi nói nữa chứ đâu. Đây, chào tất cả mọi người, hôm nay mình làm món là guộc cá lóc hấp bầu. Guộc thì mình cũng đã măng sạch sẽ, hành tím thì mình cũng đã băm nhuyễn. Bắt đầu mình ướp guộc cá lóc, mình cho hành tím, ớt, đường, bột ngọt và 2 muỗng nước mắm, cho tiêu và hành lá trộn đều lên lăn cho thấm đều gia vị. Thì mình đẩy qua một bên, bắt đầu mình chẻ trái bầu 7-3. Mình dùng muỗng mình cạo cái ruột nó ra. Trái bầu này non thì cạo cũng rất là dễ. Bầu thì mình cũng đã cạo rồi. Bắt đầu thì mình cho guộc cá lóc vô trong trái bầu. Mình cho thêm 3 cọng hành. Người ta thì hấp cá lóc thì còn mình thì hấp ruột. Xong rồi mình lấy nửa miếng bầu mình đẩy lên. Mình lấy 2 cọng xả mình quấn mình cuột nhìn cho đẹp xả thì nó rất là thơm. Cho vào nồi hấp thôi. Đây là bữa cơm trưa của mình. Guộc cá lóc hấp bầu, guộc cá lóc hấp bầu cũng đã xong nha. Đó. Chấm với mắm me, sầu đâu. Đây sầu đâu. Guộc cá lóc. À. Rồi mời mọi người nha. Đó. Dài. Nó giòn sực sực đã. Bầu. Ngọt á. Quá ngọt. Sầu đâu. Tại mới vô miếng guộc. Tuyệt vời. Chấm mắm mè. Rằm củ gừng. Bầu quá ngọt. Nước trong cái bầu càng được cơm đã. Thêm mắm me. Rất vâng. Và miếng gừng. Sao đâu. Quá tuyệt. Được. Cái bầu này chăng mắm me vô. À. Đây. Chăng mắm me vô lụm. Nóng. Quá nóng à. Nước này thấm ngọt. Quá tuyệt vời.
Ăn là khỏi nói nữa chứ đâu. Đây. Nó nóng rồi. Tuyệt vời.